Các bạn đang nghe chương trình tự học tiếng Quảng Đông với Nam Phong. Bài số 17. Nị hủ. Đây là câu chào hỏi lịch sự thường ngày, có thể sử dụng trong bất kỳ trường hợp nào, có thể sáng, trưa, chiều hoặc tối. Chúng ta có thể chào nị hủ. Nị hủ này thường được dùng trong trường hợp là mình muốn chào một cách lịch sự hoặc là khi nói chuyện với lại người mới quen. Khi chúng ta đã quen thân mật rồi thì chúng ta có thể gọi thẳng như là hội xúc. Hội xúc là chú Hải. Khờn có là anh Cường. Xăm chê là chị Tâm. To chè khi người ta cho hoặc tặng quà mình thì mình sẽ nói to chè. To chè có nghĩa là cảm ơn. Người được to chè cũng thường sẽ nói lại một câu lịch sự, đó là sảy hạt hay, không cần khách sáo. Nị là ngôi thứ hai số ít, có nghĩa là xưng hô với người đối diện. Mình kêu người đối diện là nị. Các bạn sẽ nghe được người Hoa thường nói là lị hoặc nị, hai âm này cũng thường dùng được. Từ thứ hai, hữu. Hữu có nghĩa là tốt, khỏe, được. Nị tì là ngôi thứ hai số nhiều, để xưng hô với nhiều người đối diện. Nị tì có nghĩa là các bạn, các anh, các chú, vân vân. Lũ xí là thầy hoặc cô giáo. To trẻ đã nói ở phần trên. Là không, ví dụ hủ là không tốt. Hát hay là khách sáo. Sảy là không cần. Sảy hát hay, không cần khách sáo. Lị hổ. Hổ. Nị tị. Nị tị. Lỗ si. To trẻ. Hổ. Hạc hay. Sảy. Sảy hạc hay. Sảy hạc hay. Nị hổ. Nị tị hổ. Lỗ si hổ. To trẻ nị. Sảy hạc hay. Ngọ mẹ dâu dễ trụ. Ngọ quảnh cảnh dễ trụ.